chào các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại nhà thờ Đức Bà. Hiện tại thì nhà thờ Đức Bà đang xây sửa, nhưng mà khách du lịch vẫn đến rất là đông để tham quan, khách nước ngoài nhiều lắm. Bây giờ cũng đang là buổi trưa. Ai cũng mơ ước được đến nơi đây để chụp một bức ảnh. Người nước ngoài rất nhiều các bạn ạ. Đây là những chiếc xe đưa khách đi du lịch tới viếng nhà thờ Đức Bà, nhưng mà đang xây sửa cho nên cũng không có ai được vào trong cả. Người Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nước khác nữa, tức là nước nào họ cũng mơ ước được đến nơi đây để chụp ảnh tại nhà thờ Đức Bà. Thật sự quá tuyệt vời. Và rất là nhiều người nước ngoài họ đến đây để làm video. Người Thái Lan cũng có các bạn ạ. Đây là bưu điện Sài Gòn. Một đoạn video ngắn chia sẻ về nhà thờ Đức Bà và một đoạn đường Duy Tân ngày xưa. Và thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em
một ngày mới vui vẻ, bình an và tràn đầy hạnh phúc.